Hello hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với GC Channel. Cho đến hiện tại, vậy là đã được gần một tháng đặc vụ mới nhất của Valorant là ISO được ra mắt. Vậy trong thời gian qua, anh em nhận thấy ISO là một agent như thế nào? Quá mạnh để bị nớp hay là quá phế để sử dụng? Mà cho dù có thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng không thể phủ nhận ISO là một duelist có lối chơi khá mới lạ nếu so với các đặc vụ cùng vị trí khác. Mà nói thật, gặp mấy ông tay to cầm ISO thì ai mà chả rén. Đang đứng trốn kỹ vãi lúa tự nhiên bị lôi vào cái chiêu cuối từ đâu mọc ra. Vậy ngoài việc phải luyện tập êm một cách chuẩn chỉnh ra, thì anh em liệu đã biết cách để phát huy tối đa sức mạnh của đặc vụ đến từ táo cựa này chưa? Nếu mà chưa, thì video này chính là câu trả lời dành cho anh em. Thôi, không để mất thời gian của anh em nữa, chúng ta cùng đi vào nội dung chính của clip ngày hôm nay nào. Tính đến nay, ISO, đặc vụ mới nhất của Valorant đã chính thức được cho ra mắt. Và giờ đây, sau một khoảng thời gian dài chỉ spam ISO ở trong rank, thì chúng mình nhận thấy Duelist này sở hữu lối chơi khá độc đáo nhưng cũng không kém phần hiệu quả với bộ chiêu thức thuần bắn nhau tới khi dụng thì thôi. Từ kỹ năng như là chơi êm láp, chặn sát thương cho tới một cái tường không thể bị phá hủy, những thứ này sẽ cực kỳ hữu dụng trong tay những người biết chơi. Tuy nhiên, thứ mà khiến mình chắc chắn các anh em rất thích ở ISO chính là chiêu cuối, Kill Contact. Khi bị mắc kẹt trong chiêu cuối của ISO, đối thủ buộc phải lao vào một cuộc đấu solo êm đến chết vì đối với đặc vụ này, chữ hòa không có trong từ điển của anh ta. Anh em muốn trở thành một pro ISO trong Valorant hay chỉ ít là cũng phải lấy le với các bạn nữ chơi cùng? Ngồi xuống, lấy giấy bút ra, ghi lại những gì chúng mình sắp nói nha. Tip 1, Double Tap là kỹ năng phản ánh trình độ êm của người chơi. Điểm qua một chút về cơ chế của kỹ năng này, khi ISO kích hoạt kỹ năng, ngay lập tức chiêu thức này sẽ cho anh em một khoảng thời gian đếm ngược trong khoảng thời gian ngắn thôi. Ngay khi anh em gây sát thương hoặc là hạ gục một kẻ địch, tại nơi họ nằm xuống sẽ xuất hiện một quả cầu. Bắn quả cầu này sẽ cung cấp cho anh em một lớp lá chắn và có thể ngăn cản sát thương từ bất kỳ nguồn nào. Anh em cứ tưởng tượng là kỹ năng này sẽ xem chiêu hồi máu hay là vô ảnh của Reyna vậy. Chỉ cần kích hoạt kỹ năng và có mạng thì anh em sẽ có rất nhiều cơ hội để có multi-frag trong round đấu đó. Cơ chế tạo giáp này của ISO chính là một trong những thứ mà mình thấy khá thú vị trong bộ kỹ năng của anh chàng này. Mặc dù nó đủ mỏng manh để bị phá vỡ bởi một viên đạn từ bất kỳ khẩu súng lục nào, nhưng nó cũng cực kỳ mạnh khi có thể vô hiệu hóa hoàn toàn một phát bắn đến từ chiêu cuối, tên lửa hạ màn của Raze hoặc là một viên đạn Operator đang nhắm vào anh em. Về cơ bản, Double Tap sẽ nhận sát thương từ mọi nguồn. Có thể nói là nó vừa đủ yếu để bóp dế anh em nhưng cũng cực mạnh để có mạng hạ gục. Anh em có thể kích hoạt chiêu thức Double Tap ngay trước khi bạn chuẩn bị đấu tay đôi. Chỉ cần nhớ rằng việc bắn nhau một chọi một là điều cực kỳ mạo hiểm. Anh em không thể bắn vào quả cầu tạo giáp khi có rất nhiều mũi súng đang chĩa vào mình. Khi có giao tranh, hãy tập trung hạ gục kẻ thù. Bắn quả cầu khi kết thúc giao tranh hoặc ít nhất là anh em phải đứng ở một nơi đủ an toàn. Hãy nhớ rằng chiêu thức này không phải là một công cụ giúp anh em tẩu thoát như là vô ảnh của Reyna, nhưng nó vẫn sẽ cung cấp cho anh em một sự an toàn đủ ổn trong giao tranh. À, đấy là trong trường hợp anh em bắn cẩn thận. Double Tap là một kỹ năng sẽ thiên về phản xạ cũng như test khả năng êm của anh em. Anh em càng chính xác trong các pha bắn bao nhiêu thì lợi ích anh em nhận được sẽ càng lớn bấy nhiêu. Tip số 2, Contingency không mạnh như bạn nghĩ. Ban đầu khi được xem kỹ năng này của ISO thì mình cũng đã nghĩ mẹ tường méo gì mà OP thế. Thế nhưng sau khi chơi game thì kỹ năng này lại thành không thực sự quá mạnh như nhiều anh em vẫn nói. Bức tường có thiết kế hình lăng trụ và có che đi một chút về cả hai bên. Mặc dù kỹ năng này có khả năng chặn được những viên đạn bay về phía anh em, nhưng có vẻ như nó cũng hơi mỏng để có thể che đi hoàn toàn tầm nhìn của kẻ địch. Trên hết, anh em không thể mong đợi bức tường này có thể hoạt động giống như thác đổ của Harbor. Mẹ, đã chặn được đạn rồi mà còn muốn vừa to vừa dừng lại theo ý muốn thì anh em hơi bị tham đấy. Tuy có vài điểm bất lợi như thế, nhưng mình không có ý chê Contingency là một kỹ năng phế. Bức tường này sẽ phát huy được sức mạnh tối đa trên các bản đồ sở hữu cấu trúc đường vào hẹp như là Ascent, Buy, Split và thậm chí cả Haven. Anh em có thể sử dụng bức tường này để chặn một góc cụ thể và tập trung đẩy vào để check những góc khác. Ví dụ nhé, khi tấn công side B của map Ascent, mình thường đẩy bức tường này ra từ phía Market để che đi điểm nhìn từ trong side và từ đó tận dụng điều này để giao chiến với những người đứng tại Defender Spawn. Còn về phần phòng thủ tại side B, khi cần retake, anh em cũng có thể đẩy bức tường về phía anh em muốn để chặn tầm nhìn như là B-Main hoặc là Boathouse.
Điều quan trọng nhất là anh em phải biết được bản thân cần đưa bức tường ra để chặn những góc nào. Contingency di chuyển và biến mất khá là nhanh, vì vậy anh em sẽ phải căn thời gian thực hiện sao cho phù hợp. Một lợi thế sâu sắc mà contingency mang lại cho anh em chính là nó sẽ thu hút sự tập trung đến từ đối thủ. Giống như tường của Haber vậy, anh em sẽ luôn cảm thấy khó chịu khi thấy một bức tường liên tục di chuyển đến gần và không biết ở đằng sau kia là bao nhiêu người đang chuẩn bị úp sọt anh em. Kẻ địch ở phía bên kia bức tường sẽ luôn phải động não để đoán được vị trí của người chơi ISO. Mặc dù ISO có thể khá khó để tự làm tự ăn với bức tường này, nhưng các đặc vụ như là Reyna, Yoru, Chamber và Jett có thể tận dụng nó để nhanh chóng có được mạng hạ gục mà vẫn có được sự an toàn cần thiết. Tip 3, Undercut mới là kỹ năng bá đạo nhất của ISO. Trong số tất cả bộ chiêu thức của các duelist trong Valorant, không có khả năng nào có thể hỗ trợ đồng đội tốt như là tia chớp phân tử ISO. Có thể nói, đây là một kỹ năng khá đơn giản mà hiệu quả để giải tán đám đông lại cực nhanh, vì chẳng ai muốn trong 4 giây bị suy yếu lại thò cái mặt ra để bắn nhau cả. Dành cho những anh em chưa rõ thì những kẻ địch dính phải chiêu thức của ISO sẽ nhận sát thương cao gấp đôi so với người bình thường. Còn xét về đường bay và tầm hoạt động của chiêu thức thì anh em có thể tưởng tượng đơn giản là kỹ năng này sẽ hoạt động tương tự kỹ năng ảo mộng của Omen nhưng sẽ không gây mù mà thôi. Anh em hoàn toàn có thể sử dụng Undercut để lấy lợi thế cho những trường hợp bắn nhau một đấu một. Nhưng mà beautiful nhất là anh em hãy kết hợp nó với các chiêu thức như là bố mày là thợ săn của Sova, bão laser không kích và incendiary của Brimstone, pain shells và boombot của Raze. Thế là đội của anh em sẽ chắc chắn có được một mạng hạ gục. Anh em có thể hiểu là nên kết hợp những chiêu thức gây sát thương cùng Undercut của ISO để có thể mang lại cơ hội chiến thắng cao nhất. Hãy là một người đồng đội tuyệt vời với Undercut của ISO. Còn gì tuyệt vời hơn khi nhìn đối thủ tuyệt vọng đến mức lên bảng điểm số mà không kịp làm gì, đúng không nào? Tip 4. Sử dụng linh hoạt chiêu cuối Kill Contract. Lời khuyên cuối cùng trong video ngày hôm nay sẽ là về chiêu cuối bành trướng lãnh địa của ISO. Khi được kích hoạt, ISO sẽ tạo ra một cột năng lượng theo đường thẳng, nhấn chuột trái để sử dụng chiêu thức. Kỹ năng này của ISO sẽ tạo ra một đấu trường solo aim bằng không gian 3 chiều. Anh em và kẻ địch sẽ phải đấu tay đôi đến khi nào một trong hai nằm xuống để thoát khỏi đấu trường đó. Khi tấn công, team của anh em có thể tận dụng cơ chế của chiêu thức này để bắt người đang giữ sai của đối phương. Mà đẹp nhất là bắt được Sentinel. Một khi kéo được hộ vệ team địch vào trong bành trướng lãnh địa là team của anh em đã có hẳn một bom sai miễn phí rồi. Còn về phần phòng thủ, chiêu cuối của ISO là một công cụ vô cùng tuyệt vời để ngăn cản một cuộc tấn công. Anh em cũng có thể sử dụng Kill Contract để bắt người đặt spy hoặc là câu thời gian khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn vài giây. Nói chung, Kill Contract là một kỹ năng tuyệt vời để post plan hoặc deny một cuộc tấn công. Khi chơi game, mình đã được chứng kiến rất nhiều anh em sử dụng chiêu cuối này để thoát khỏi những tình huống bất lợi khi đối thủ rush vào side. Với bành trướng lãnh địa, anh em hoàn toàn có thể câu đủ thời gian để đồng đội có thể về hỗ trợ. Mà bắn kinh hơn nữa thì quấy rối kẻ thù, làm đôi kế mạng rồi end game luôn. Nói chung là đừng cố gắng can thiệp vào những gì ISO đang làm trong chiêu cuối của anh ta. Thay vào đó, đồng đội của anh em nên tận dụng cơ hội này để tấn công và chiếm lĩnh khoảng trống. Ngay cả khi ISO thất bại trong đấu trường solo aim thì đồng đội của đặc vụ này sẽ luôn trực tại điểm trở về của đối thủ và chìm cho một phát. Nói chung, ISO là một duelist không giỏi chiếm lĩnh không gian như là Jett và Raze, nhưng không vì thế mà đặc vụ này được coi là vô dụng. Anh ta sở hữu khá nhiều điểm mạnh mà người chơi có thể tận dụng trong giao tranh. Nếu được chơi một cách có kế hoạch, ISO sẽ là một nhân tố có tác động vô cùng mạnh mẽ đến ván đấu đấy nhá. Trên đây là tất cả những lời khuyên mà chúng mình muốn đưa tới anh em để có thể sử dụng ISO một cách hiệu quả nhất. Trong video tiếp theo, anh em muốn chúng mình làm về agent nào, hãy comment xuống phía dưới để chúng mình biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe cũng như bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng mình sẽ ra trong tương lai. Còn bây giờ, chúc anh em sẽ có những highlight mãn cái đôi nhãn khi sử dụng ISO. Còn chúng mình thì lượn đây. Bye bye!